Xin chào anh Khánh, khỏi chưa? Em khỏi rồi Anh Khánh khỏi rồi à? nè. Còn nhiễu nữa không? Trước có hôm nọ có khóc không em? Không, nó ngoan. Nó không sốt à? Nó chỉ có khó thở, nó mũi nghẹt, nó khó Nó thở. ngạt mũi gì? Ngoài những lúc nhiễu thì lúc nào cũng ngoan. Thế à? Thế em bị có sốt Em có, nhưng mà thằng cu lại không sốt. À. Thế là tốt rồi. Xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn trở lại với Tao Pháo. Hôm nay mừng ngày anh Mạnh và tất cả gia đình nhà anh Mạnh đã khỏi Covid rồi các bạn. Hôm nay thì mình xuống chơi ở tại nhà anh Mạnh đây, và hôm nay thì mình đi cùng Thùy các bạn. Đến đây thì đang có mặt tại nhà ông anh Mạnh đây. Bình thường thì mình gọi hay gọi ông Mạnh quen mồm. Tín đến nhầm. Và hôm nay thì xuống đây thăm cháu đấy các bạn, và thăm anh Mạnh nữa. Ngày mai thì anh Mạnh sẽ bắt đầu đi ghi hình ẩm thực cùng mấy anh em tiếp các bạn, và xuống đây thăm mọi người luôn. Ở đây thì vẫn là khung cảnh như thế các bạn, mọi người xem kênh từ trước giờ có thể hình dung được, còn bạn nào chưa mới xem kênh thì mình có thể ghi hình một chút các bạn. Đây là khung cảnh nhà anh Mạnh đây. Và hôm rồi thì nhà anh Mạnh cũng chỗ trên sàn nhà bị mối mọt các bạn, vừa dỡ xuống xong. Bây giờ đang có một cái khung bên trên thôi. Và đi cùng mình vào đây nha các bạn nhé. Anh Mạnh thì hôm nay ở nhà thời điểm dịch Covid ở nhà thì anh hay đi sông đánh lưới. Xin chào Trâm, xin chào thì và xin chào anh Khánh, khỏi chưa? Em khỏi rồi anh Khánh. Khỏi rồi à? Khỏe rồi. Còn nhiễu nữa không? Trước có hôm nọ có khóc không em? Không, nó ngoan. Nó không sốt à? Nó chỉ có khó thở, nó mũi nghẹt, nó khó thở. Nó ngạt mũi gì? Ngoài những lúc nhiễu thì lúc nào cũng ngoan. Thế à? Thế em bị có sốt không? Em có, nhưng mà thằng cu lại không sốt. À. Thế là tốt rồi. Giống như Thùy đây bây giờ vẫn còn ho các bạn. Em có bị ho không? Em không ho đâu. Vẫn còn ho, đêm thì hay ho lắm. Vừa rồi thì lúc xuống anh Mạnh giới thiệu các bạn đi hôm nào cũng Covid mà không đi đâu, nhưng mà hôm nào cũng ra sông được. Vì nhà anh ấy giáp sông nhất, cũng không gần nhà nào cả. Và rất là nhiều cá các bếp, nhưng mà không thấy ở đâu. Hả? Anh Mạnh bỏ phơi nhiều lắm mà. Ô, ở trong này à? Tối quá, không nhìn thấy gì rồi. Đó chưa nào. Anh Mạnh giới thiệu nhiều lắm, bảo là hôm nào cũng đi bắt được cá mà. Ồ, trong này. À, cái đèn pin soi. Đây này nữa. Cả hai bên luôn à? Đây, cá sông các bạn. Có cái đèn pin xịn thế. Ui. Kéo ra thì nó sẽ bé vào đúng không? Cái đèn pin mua đâu xịn thế. Thì cầm cho anh để anh mượn cái này xuống xem con cá của anh Mạnh như nào. Em lấy cho. Bẩn đấy, anh lấy cho được rồi. Xem nào. Đây là ăn, cái gì? Ăn được luôn mà, em ăn luôn. Ăn được luôn á? Rô phi ạ. À, cá rô phi. Thơm ấy. Thơm nhỉ? Ở dưới nhà anh Mạnh thì sấy kiểu khác các bạn, sấy khác so với trên mình đấy. Anh ấy sẽ à, cái này thì ướp giống trên mình rồi. Bình thường là ở dưới này sẽ luộc với mà cái này không luộc. Luộc với măng chua. Nhưng mà cái này không luộc, cái này sấy ướp mắc khén. Mình thấy hạt mắc khén đây. Nhiều bạn hỏi mua nhưng mà thực ra là nó ít các bạn, cũng không bỏ, và cung cấp cũng không
nên là khó lắm. Đang dịch cũng không gửi được. Đang dịch cũng không gửi được, vậy là thời điểm trước có bạn hỏi mua nhưng mà mọi người đều dịch hết không ai làm. Bằng này chắc chỉ được 1 kg, nó cũng không bõ các bạn. Nhiều lắm, bao nhiêu con mới được 1 kg này đấy. Cái này thì sẽ hơ nóng lên hoặc là rán chiên lên, uống bia tuyệt vời. Thôi cất để chờ anh Mạnh. Anh Mạnh hôm nay đi mua được con gà các bạn. Con gà rừng hay sao. Nhà anh Mạnh thì từ lúc làm cái nhà bếp thì sẽ chuyển cái chỗ nấu cám lợn ra đằng sau này các bạn. Đây, bố mẹ vừa thái chuối bằng cái máy thái chuối. Dạo này nhà mình còn nhiều lợn không hả anh? Còn có 4 con đó, 4 con tầm 30 cân không? 4 con à? Vừa bắt trong kít này. Hôm rồi mổ mất rồi. Hôm rồi đây tháng mổ có con 100 kg các bạn. 120 đi. Vâng. Có 2 con bán đây là con 130, con 140. Dạ vâng. Còn nhà mình mổ con tầm... Cái này mình thái cho nó ăn luôn thôi, không phải nấu à? Nấu, cái này nấu. À, cái này mình nấu này. Dạ vâng. Và khu đằng sau này thì ăn vịt, ăn gà nuôi đây. Ôi. Để cho chú nuôi vịt gà. Đúng rồi, phải cho tách riêng ra không đỡ mùi. Để cho bố anh Mạnh nấu cám lợn. Sao đây ngồi chơi? Mạnh đi đâu nhỉ? Mạnh đi đâu nhỉ? Châm nhỉ? Con gà. Lấy gà. Lấy gà, gà rừng á? Gà rừng. Đi gà rừng á? Đi gà rừng với cho Khánh ăn á hả? Lấy gà rừng cho Khánh ăn á. Cái này mọi người đi nương bẫy được ấy các bạn. Đi người ta bẫy được hoặc là bị gãy chân hoặc là bị gãy cánh này, nên là mình mua về thịt. Không thì người ta cũng thịt thôi nhè, thế nhè. Có gầy đi không? Ốm có gầy đi không? Chưa cần. Không cần à? Nhìn thấy gầy rồi. Gầy đi sao ấy? Thấy gầy đi. Nó còn muốn còi sao ấy? Còi. Nó một chút đó. Nhìn thấy gầy đi thôi, được chưa? Nhà. Khó tính, khó ở. Ngoài bảo là tao cảm thấy cần không? Cái lúc ở trong cứ đấy. Càng ngày càng bé. Chắc thế, tông mà càng bé. Bé đi thì. Hả? Bé đi. Bé từ lúc xuống đây rồi. Bây giờ đến giờ quấy rồi, làm sao cho bé. Em bé người ta cũng mỏi nhỉ. Em bé của bà mỏi mỏi đấy. Hôm nay sao đây? Wow, anh Mạnh có đèn sáng thật sự ấy. Anh Mạnh vừa đi về rồi các bạn. Bắt được con gà rừng nhưng mà họ mổ rồi. Thì với châm vào lấy củ kiệu ở đây. Một tí là xong mà, ngay đây thôi. Đi vào trong xem này, có cái đèn ác liệt thật ấy. Xin chào anh Mạnh nhé. Có chào mọi người, khá lâu mình không lên hình rồi. Anh có thanh lý lại cái đèn này không? Đèn này á? Ừ. Đèn mình họ tặng mà. Xịn thế. Gà to phết này. Đây là con gà rừng các bạn. Đây, hình ảnh này nó cũng sáng mà. Bé. Gà rừng nó chỉ mấy lạng thôi. Con này được 1 cân không? Không được đâu. Không được 1 cân à? Gà rừng thì chân nó có màu đen các bạn. Nó 7-8 lạng thôi. 7-8 lạng, to hơn con... to gần gấp đôi con chim bồ câu ấy các bạn. Họ bẫy được mua thanh lý lại. Cái này họ bẫy vậy là họ mổ trong tủ lạnh à. Mình không ăn thì người ta không ăn thôi. Mang về nấu canh gừng củ kiệu. Tuyệt vời luôn. Cái này thì chẳng may lâu lâu mới được gặp thôi các bạn. Mọi người nương đi rừng bẫy được. Đúng mình rồi, con bé canh. À, chú ý uống nước canh thôi mà. Cái này giống này như xào củ kiệu này, lá kiệu với lại cái đúng rồi. Ui còn nhiều quá ấy. Gà to mặt trời.
Gà rừng thì nó thế thôi. Thì em bảo gì đâu. Ờ không lấy củ à? Cắt mỗi ấy thôi à? Chưa có củ. Có ăn thấy không? Cao không? Ui. Không, dài lắm. Cả cái con gà không có lòng để cho con em. Cả nhà ăn hè à? Nhưng mà cầu này cũng dài mà, chặt phải miếng bé bé, cái con này thì nó dài lắm các bạn. Vừa rồi cũng phát hiện anh Mạnh có cá ăn cá sấy rồi. Tí nữa đem cá sấy về ăn. Đúng luôn, ra luôn nhá, tắm rửa luôn. Ui, cẩn thận kìa, nó ngủ sao nó để cổ này ấy. Anh nhấc lên, đấy nhấc để em đi. Đây đúng không? À đây. À đây, cái này là cái điệu của bà ngoại làm cho đấy à? Đây các bạn, bây giờ mình mới để ý. Đây là cái điệu mà bà ngoại của Khánh làm cho Khánh, làm bằng thủ công luôn và may luôn. Bà may cho anh cái áo ấy. Đây. Chẳng thế, lúc đây nữa. Thế có hạt mưa rồi. Hạt rồi à. Thời điểm này thì chắc là dịch bắt đầu bớt bớt rồi, sắp cưới rồi. Định tính khi nào lại cưới anh? Trong vòng năm nay thôi, nhưng mà chưa biết lúc nào. Vì dịch bây giờ phải phụ thuộc theo dịch nữa. Đúng rồi, em cũng tính chắc cuối năm rồi. Nào ván ván đi một chút là mình nổ luôn. Đúng rồi. Ở trên mình thì bây giờ bắt đầu trời nóng rồi các bạn. Mà làm cỗ thì vất vả. Chỉ thời điểm cưới nhiều nhất là tháng 1, tháng 2, đầu tháng 3. Và từ tháng 8, tháng 9 đổ về tháng 12 thì luôn nên mát mẻ, không nóng các bạn, ăn uống thoải mái. Lúc đấy phải cuối năm tầm 28 rồi đi. Đúng rồi. Chứ nhưng mà cưới đầu mùa hè này nóng quá. Nóng chết đi được. Mà thực phẩm thức ăn mình làm ra nó cũng nóng quá, nó phiêu hết. Đúng rồi. Ui, nhà anh nuôi muỗi sao nhiều thật đấy. Không, anh nuôi để lâu lâu các em xuống thì còn bắt lại về thịt thêm. Làm ít muối ra ngay. Tí nữa để bắt mấy con này nó đậu hàng đàn này này. Tí bắt về một đĩa rang đi. Canh gừng gì? Đúng kiểu. Rồi, gừng gừng kiệu thì canh thịt gà được. Thịt gà cũng được nhiều phết đấy các bạn. Đây, cho gừng vào. Cho một chút hạt dổi vào nha các bạn nhé. Cho nhiều gừng vào là ok mà. Gừng, hạt dổi. Chủ yếu tiếp khách bằng gừng. Đây. Kiệu với gừng nhiều hơn thịt gà mà. Trâm thì đang chọn cái phần cá. Hôm nay lúc đi ăn trực thật rồi. Vừa vào phát xông vào bếp kiểm tra xem có cá thật hay không. Mình ấy. Anh em đâu chở nhà, chở cá rô ao nhiều ấy. Bắt về. Tức là em tưởng là ở sông, ở ao rồi à? Ao nó nhiều quá, ngọ anh gạn để... À. Đấy. Rồi nghe nhầm các bạn. Tưởng là anh Mạnh đi sông bắt. Anh Mạnh nhà gần sông mà. Ao nữa. Thế thì ở đây là cá rô ao thôi. Nhà có điều kiện trời khách đến thì không cho dám cho ăn. Toàn cá rô bé này. Ăn thua gì. Cái này sẽ rửa qua các bạn rồi cho lên chiên lên. Đấy, ướp mắc khén với cả ớt cả. Đúng rồi. Ở cho anh Mạnh thì có cái cách ướp là luộc với nước măng chua nhỉ. Măng chua, đấy ngon. Còn cái này ướp theo kiểu chiên mình à? Mỗi người một kiểu một vị khác nhau ấy. Đúng rồi, mỗi loại ướp sẽ có một vị khác nhau. Đợt này bé rồi, đợt này toàn con bé. Được rồi. Ăn thế thôi. Úi dồi ôi. Này tí cho đồ uống bia nó ấy. Xem nào, xem con gà mini của anh Mạnh nào. Sao được bằng này cũng nhiều lắm các bạn. Không phải là bé đâu, vừa trêu thôi. Cũng phải gần 1kg đấy. 7-8 lạng đấy. Mà thịt nó chắc lắm, xào được nó nở ra như này mà. Bây giờ cho gừng, gia vị vào, cho nước vào, nấu canh. Cái thịt con này nó ngọt lắm các bạn nhá. Đồ rừng mà. Hôm nay thì ở nhà cũng nấu nhưng mà thằng Đại nó lấy gà không ngon. Đồ rừng như nào. Ôi, ít nước quá, cho thêm đi. Ít nước quá. Thế thôi. Thế mẹ ăn thịt. Thôi
Thế là mình hầm là để cho nó tí tí nữa mà. Sẽ làm một nửa cái này sẽ chiên với mỡ không các bạn. Mình có cái con cá này thì sẽ làm các bạn ạ. Và một nửa thì sẽ cho một chút măng chua vì măng chua châm không ăn được. Nên là sẽ chiên một đầu tiên trước. Từ anh ốc. Hả? Có xả đâu. Cho mỡ vào và chiên như mực ấy. Đúng rồi, chiên lên. Chiên như cá chỉ vàng đúng không ạ? Ờ, đấy, làm như kiểu chỉ vàng ấy. Thế thì mình pha ăn luôn thôi. Ồ. Được rồi. Từ lá nào cho nó giòn á. Trời, ăn sổi thế. Cái làm như cá chỉ vàng thì bây giờ là cái cá này nó lên thấy chín rồi. Cái này chín rồi mà, bây giờ mình cho vào cho nó nóng thôi. Bây giờ bắt đầu sẽ đi vào bếp các bạn. Nấu cơm đi, nấu cơm. Thịt gà đã chín rồi các bạn. Bây giờ thì sẽ cho, hình như là cho gia vị rồi sao ấy. Mọi người bảo chưa cho nhưng mà nó ngọt lắm. Sẽ cho củ kiệu vào các bạn nhé. Sôi tầm 1 phút rồi mình lấy ra. Quá thì nó giòn như kiểu thảm như không chiên qua đi thì nó gọi là nóng chết cái con vi khuẩn như thế này. Ôi, bác ta trên bếp cả ngày cả đêm nên lần có con vi khuẩn nào nữa. Của mình đã xong đấy, tắt bếp cái này để vung vào tí chờ lấy ra xong một món. Anh Mạnh lại mổ thêm con gà nữa các bạn, vừa rồi trêu thôi mà. Nhưng mà cũng được, không sao đâu, mình cũng không. Nhưng mà mổ làm gì nữa, em có nhiều món rồi mà. Đang là bảo không mổ đâu nhưng mà quay đi ngoảnh lại thì đã mổ xong rồi. Nên là khi đã mổ xong thì không nói gì nữa. Chưa mổ miếng gà nữa đúng không? Ừ. Mua. Cái này để làm ăn chua nhé. Bà muốn hôm qua về đây. Có mình lỗ ấy. Nó cười thật là nó vỡ đụng được đúng như thế này tải nhỉ. Cái này giã. Giã đúng không? Nè. Cái bơ bê hàm này nó lại không cát nữa này. Chắc không? Bữa cơm chuẩn bị xong rồi các bạn. Trâm thì đang múc canh bí ra. Mình buồn ngủ rồi à. Đó. Khung cảnh gia đình đây, ông bà thì đang chơi với cháu thì múc canh gà rừng với củ kiệu ra hai bát. Vừa đủ hai bát đúng không? Đấy. Đồ rừng tuy ngon nhưng mà không nhiều bằng đồ nhà. Ít thôi, ăn ít mới thòm thèm. Ăn thòm thèm mới ngon. Đúng rồi. Anh Mạnh thì đang chết dở rồi, lần này xuống đây cũng mất gà mất vịt này, chết. Thôi, lần sau lại xuống tiếp vậy. Nhà chỉ có mỗi gà mất vịt thôi. Anh đừng như thế, em thích lắm. Xuống tự nhiên, các em xuống là nửa con trâu thôi, bắt gà quá. Mỗi gà mất vịt thôi.
mở ăn vịt đỡ đúng không? Cẩn thận bỏng đấy em. Hãy đi nhà con gà con vịt. Chết gà hà mầm đi. Mấy hạt chim mới nhớ đừng có đấy. Đi về. Cái chấm này có không không? Không. Nóng quá. Ông quạt quậy á, quạt 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 quậy á, quạt quạt quậy á. Sao mà ép sữa? Không quạt. Ép sữa sao mà giấy giấy nữa chứ? Sữa. Ép sữa sao mà cứ giấy giấy nữa chứ? Không quạt. Anh vừa có lại chặt năm. Thế mới chuẩn bị chặt nóng nguội đã. Đây kia lẩu yếu không? Mà chạy nên mình là cái nó này không? Mưa nắng ấy. Không được mày. Hả? Mình có mưa nắng. Mình chẳng mưa chẳng. Ui, mưa chứ. Ờ, cứ mưa rồi. Mình không chịu ấy á, mình không chịu á, mình ngóc đầu lên á, ôi ơi bị khóa rồi, xong rồi, à bị khóa đấy à, để xem được mấy phút, mấy phút đi, nó có rơi không? Ôi, ngóc đầu không ngoan đâu, muốn cúi phải kéo hẳn vào đây cho gần người cơ, à, phải có người nói chuyện liên tục, không là được tầm khoảng 5 phút rồi. Chán rồi đấy. Anh vui. Anh ngoại bảo không ngoan thế nào. Bữa cơm tại nhà anh Mạnh đã xong rồi các bạn. Và hôm nay thì cái nhà lá vườn. Sợ mất ngủ đâu, dọa rồi. Cá sấy, thịt gà rừng nấu cục kiệu, cái này không thịt gà luộc chấm gì. Đấy à, cái này à. Đấy, chấm này một chút. Có gà, mồi dài, lấy mất thịt chuẩn bị tiết mời nhá. Mời tối nhá, mời mọi người ăn cơm nhá. Xuống nhà ăn Mạnh thì uống nước một cốc các bạn. Không một chén. Lâu lắm không gặp nhau ấy nhỉ. Hai tuần ấy nhỉ. Nó là nhìn dâu riêng dài hàng mét mà. Nuôi à? Không nuôi đâu, vợ chử và anh trẻ con nó vừa nên nhìn dâu cho thành người lớn. Giàu má luôn. Ăn đi. Chia, hai chị em chia nhau. Con gà ngon nhỉ, dần ra vàng óng chứ toàn này. Gà ăn chuối. Ăn đi. Thôi. Thử xem em món miếng gà rừng các bạn. Thằng cả nhà ăn nhiều gà rừng thì chẳng may lâu lâu. Gà rừng chỉ canh như này với luộc nó. Luộc cũng phải cho cay ngon. Luộc nó cay ngon. Luộc cũng phải cho gừng. Măm măm nhỉ. Lâu lâu người dân người ta đi bẫy được ấy. Cho ăn cọng gà không? Cho ăn cọng gà không? Được ăn được. Không biết cầm đâu. Ăn ngon, không chịu nào, không chịu nào. Đây, đây. Ngon để đâu ạ? Dài. Không. Con này không, con này non. Ngon mà. Nó ngon mà, chiêu thôi. Thôi, lâu lắm mà kiểu này nó với lại giang. Không kiểm tra sức khỏe, kiểm tra sức khỏe đấy. Anh em này yếu rồi. Từ hôm bị Covid là uống rượu yếu hẳn mà. Không biết là bắt cả bữa làm tầm 5-6 cốc này say lắm rồi. Ôi. Ơ nhỉ, trong đôi nhóm mà khả năng muốn mình anh không bị rồi nhỉ. Anh bị đấy, không phải à? Đi test không sao. Ở nhà bị nhưng mà đi test lại không lên. Cán bộ test không lên. Mình test ra cả làng lúc đấy rượu nó vẫn còn đấy không ấy. Không rồi, bất tử à?